tiền chữ thơ một quạt tay. Nên cung đường đến gần năm qua ban ngày và tâu tình luật chuyên kinh cung kinh tam tứ thủ thủ tài cầu tam báo đức thù ân. Kinh trên tiền tố bằng hóa minh đi chi biển ngục môn cài vòng qua ngục thì quyết ra chân tổ đê ra chân tổ cao cao thuận tổ cao 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 thuận tổ chỉ cao thẳng tổ cao cao thẳng tổ đi vẫn có mình đường gốc quá để vinh tổ đi thì quầy hữu vị vô danh yêu thành vô nghi đắc đạo vô phần thân chứ đàng tội ngoài các chư vị chân là đi vong hồn điện ra chi we'll be right back.
Phật Bồ Tát Hồng Liên Tọa. Tam đến tôn chúa tứ phương vạn linh cung đồng thành đế ngọc đệ hạ phục nguyện thích ca ta từ phụ quang thủy bảo thủ vĩ đề vâng ta đạo tu tấn kim quang nghe tất bất thi chân linh thoát nghĩa nạn khổ hải vô si chân vạn thiên phật nhâm dần liên bát nguyệt bát nhật thần gấu đầu hòa nam cung
chân na đi đà lạt thành hình hãng ý tình thành hãng ý việt nam mà phong thành hoa tình thường thương tình đời thường tâm dương qua hai hương loài xưa nhà không hai không quên không ngờ sau không tâm thì vô điện sư lưu tưởng thường vật thanh thiết cung tua thiên và toàn tà lạc ba bác hai phát tâu tình thần tương tuy cùng anh làm đỡ hủ thu xe tờ sông ba thân thủ anh tiếp tiên tổ phần hóa vinh nghi chi vượt ngục tôn khai vượt phá không khí đừng cơ hồn giải hoạt tích kết được cầu âm chiêu hương anh tính nhà sử ra Thế ta kiếm hàn thái đỡ thái bảo hoàng kết thả nguyên tư hương thư thần ngũ vong mình còn ngũ vong nghi Cô ngũ hoàng nhà ân hay thần này ngũ an càng quan đi đâu hôn tử nguyên đi nàn hướng ngư tử ngũ vương anh nội tôn ngũ hạ vi hợp đồng ra chân tôn tên đằng này có kim vì tin chủ con tên là tin ma thần là tin nghe chủ con à tin ma thần tin nghe chủ con à nhang theo nội của anh phong là liền liền tôn ngũ xuân quang tôn thổ nguyên thi thi nội tôn trần ngũ minh quân quân thi hương trần ngũ phương ngũ thanh giang lê thì ngũ trường sơn ngũ trung nguyên hùng đồng gia dương quân quyết quân đảng kim bất quân thần tiên ta chủ vua quốc hùng đảng thiên bách nhã ngũ thì phương thảo tử thừa pháp nguyên quỳnh nè thế ngũ ngũ thì thừa hồn đế phạm mà anh nhau chúng phải tôn phạm minh anh phạm mà minh nga là phạm mà cha luôn luôn kiên thân kiên cần tin chủ vua Tư ma thần tiên chủ vô vượt hà lê thì nguyên quyết tâm thủ vô minh vô vô lê ngoài vô thanh vân vân đồng gia dương vô chân tăng kim thần tiên chủ vũ á châu vô đại dương vô na thử tinh tỷ dung vô thì hoài vô vô thì tâm văn vô hoàng minh châu vô thì tâm vô thủy thân anh vô thì thần tư thủ tuyến thị phương bảo lòng ra dương vương kiến thân kiến cần tin chủ kiến thanh nhớ tuyết trần thì kim bay kiến thanh cả kiến tử linh nhớ kiến vũ anh nhớ ha thần ma ra dương vương kiến cả kim ma thần tiên chủ trần cung thiên kiến thì lan trần đa hùng dương hữu đô thì trần đa thì hoàng hôn đế hệ kiến tình nhà nhân đồng ra dương vương kiến cả kim thần tiên đa chủ vũ thì nhớ anh nhớ trần hoàng ma kiến kim ma thần tiên chủ hà thì thanh vua thì đi đồng ra đưa quân quân đảng kim thần tin chủ châu bằng và điều võ thì thành nhà tâm châu bảo anh châu từ linh đồng ra đưa quân quyết tâm kim thần tin chủ hà văn na thì kim ma thần là tiên na chủ và đô thì liên nam tử quyết mạnh hùng và mà hồng quyết nhất thì khanh quyết châu nội viên đặng hà hòa viên đặng hà quan đồng ra đưa quân quyết đảng kim thần tiên na chủ kim đạt tiên chủ biết ta gì à biết ta biết gì biết ngũ gì biết ta biết thì à thiên à đồng à ra dương quân quân đạt kim nhớ đạt tiên chủ ngũ chủ biết ta à hôn à đến tuyết thành nhà phong đồng à ra dương quân quân tâm kiên thần tiên chủ ngũ thành nhà an à hôn à đi đạo thành nhà bà đồng à ra dương quân quân tâm kiên thần tiên chủ biết thành phong quê lê à quân đồng ra ra đồng à ra ra các ca là các chủ con nhắc từ chủ con bắt theo đà đồng ra dương quân quyết ta đảng ta ân cần tổ xuống phục quả vì an vẫn
lâm quá vắng chính kiến đẳng tam sư vị chi chân linh vong linh anh liệt ta sĩ ngũ đại châu sinh năm 1946 hy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại chiến trường Quảng Trị nay số 1256 nghĩa trang Nam Ngàn Hàm Rồng Thanh Hóa. Anh Nguyễn Thái Bảo liệt sĩ chân linh sinh năm 1958 hy sinh tại chiến trường Ca ngày 26 tháng 3 năm 1979 tại Syri tại huyện Châu Đốc An Giang chuyển về số mộ 464 chiêu hồn nhập phan an phận A Mộ. Này có mong linh hò bên ta người người cố cứu di chúng bằng ma linh bà cố chúng chân linh cố cố chúng bà cố cố tăng chân linh bà cố cố di chuẩn là thiên thác trả chân linh ông cụ cố di trong từ cố di điểm chân linh bà chính thân bà cố đông chân linh nhi thân viên thì lục chân linh ông nội ngũ di thăng chân linh bà nội lê thì chân linh ông bác ngũ di thăng chân linh bà bác lê thì sang chân linh và bố ngũ di tuyên chân linh mẹ phàm và thì tích chân linh ông bác ngũ di liên chân linh bác do nguyễn thì chắc chân linh ba vẫn di lương chân linh bác gái nguyễn thì cần chân linh anh ngũ di chân linh liệt sĩ anh ngũ đại châu chân linh anh ngũ quốc bình chân linh anh ngũ duy hồng chân linh anh ngũ duy bình chân linh chị ngũ thị hoán hán chân linh cháu ngũ xuân chân linh bà ngoại nội chồng ông phạm văn tiến chân linh bà nguyễn thị hương chân linh bà ngũ thị tâm chân linh bà ngũ thị tuyên chân linh phong linh biên tuổi ho biết nó phù biết nó phong di chân linh phù cố năm đời cố thắng chân linh phù và năm đời cố thắng chân linh phù bốn đời biết nó di phong chân linh ông đời biết nó phong chân linh và đời chân là thì tư chân linh ông phát lên phúc nhà chân linh ông ở chỗ biết nó khắc ngọc ở chân linh cố biết nó khắc ngọc chân linh mẹ thế thì vẫn chân linh Chúa nguyện khắc thành chân linh cô nguyện thì mai chân linh biết thái bảo chân linh bên nội hoa đi khi ông cố bà cố chân ta linh nhà bốn nhà đời đây sĩ thân thừa phụ chân nhân linh vừa bà đi thì khắc chân ta linh ông ngoại nguyện thì khắc chân linh kinh kiến ngoại bà ngoại thì hoàng chân linh bác lê văn cát chân linh lê thì mình cầm chân linh lê thì nhung chân linh bác ác tài nghe lê đức hàng hàng liệt sĩ chân linh bác vẫn là giang thì là chân linh anh ai xuất trẻ vô danh chân linh lê thì tuyết chân linh cụ huyền thất tổ họ lê chân linh đời thứ mười bảy của trương tên gọi là lý phúc chân linh ngân thì dung chân linh và đời thứ mười một là lê sĩ ngàn chân linh lê sĩ duy chân linh lê qua bà lê thì ác chân linh đời thứ mười hai lê sĩ tước chân linh của bà nguyễn thị khẩn chân linh đến đời thứ mười ba lê sĩ toàn mà tàn trần từ phúc toàn mà chân linh nhà bà của thế thì chân linh từ đời bốn lê sĩ lê chân linh bà khẩn thế thì chân linh bà kế thì chân linh trong nhân gian gian tiền tiểu cao cao tiểu tiểu cao 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 tiểu 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 cao thẳng tiểu cao cao thẳng tiểu 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 cố minh tương túc ba đệ hình khơi vì thấy vui anh cô vì yêu vì vui anh thành thẳng tôi vẫn xa hương viên xứ tôi ngoài đằng 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 nhờ tịnh ngôn biến mặt tuổi lưng về đối tư vẫn đang thành truyền quân bắc đến sân tranh cũng gần đã có đàn bà gặp nhớ đàn 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 các cơ vị chân linh nhà bên chân bắc màu tiền hương chư Phật nhờ tịnh ngôn biến mặt tuổi lưng về đối tư vẫn đang tình Hãy subscribe cho
trong lòng nà ta đến một đầy đồng na nhờ công đức phù thông vinh nhà thầy. À, ngày hôm nay các thầy đại diện cho gia đình cùng chung một tấm lòng thành với nhau, con cháu anh em này sửa soạn phát thanh cơm rau nhớ công tiền thầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yêu pháp chú văn văn đồng gia kim cung câu đầu thì thế tha Phật thánh năm.